Yeah. As long as monsters exist, there will be those like me. Yo, yo, walk on the street, never stop on the beat. You can't see it, you can't see it. Invisibility, invisibility. Ok, thì giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách dán file cho Android trước nhá. Tại đây, sau khi mà em đã tải file về thì em vào mục download của ứng dụng Zachiever nhá. Thì cái ứng dụng Zachiever này thì em cứ lên CS Play và anh em tải về thôi. Sau khi vào đây thì em tìm những cái file mà em đã vừa tải này. Thì tại đây thì em tìm đúng cái file mà em muốn giải lén ra. Rồi anh em có thể sau đó khi mà tìm được file thì anh em giữ vào cái file đó một lúc. Thì nó sẽ hiện lên một cái bảng như thế này. Tại đây thì em chỉ cần ấn vào xem thôi nhá. Sau khi mà ấn vào xem thì tại đây nó sẽ hiện ra hai mục, là một mục cho Android và mục cho iOS. Thì tại đây thì anh em sử dụng thiết bị Android thì em chọn cái vào cái thiết bị Android nhá, anh em giữ một lúc vào cái bảng Android thì nó sẽ một cái bảng có những cái mục như thế này. Thì em cứ chọn vào phần sao chép cho mình nhá, ấn vào sao chép này thì nó sẽ auto vào ngoài như thế này. Thì em ấn vào phần trên, vào chỗ trên này để chọn vào phần bộ nhớ thiết bị cho mình nhá. Đây chính là cái giao diện của phần bộ nhớ thiết bị. Thì ở phía dưới góc phải thì nó sẽ có một cái nút màu xanh, đó là nút dán nha anh em chỉ ấn vào đó này, nó hiện lên cho em cái bảng ghi đè tẹp. Thì anh em ấn vào áp dụng cho tất cả và click vào phần thay thế là xong nhá. Ok, chúc anh em